Chơi thôi. Như anh em thấy thì mình đang chơi một cái tựa game rất là quen thuộc, nhưng mà giao diện có gì đó hơi khác đúng không anh em? Nếu mà nhìn riêng lẻ một mình như thế này thì các bạn chắc chắn là biết mình chơi Jet Back Joyride, một trong những cái tựa game huyền thoại mà phần lớn tất cả mọi người sử dụng điện thoại di động đều đã chơi qua, nhất là smartphone. Mình biết tới tựa game này thì cũng phải từ khoảng 2011-2012, khi mà trong lớp mình có vài đứa bắt đầu mua được iPhone, đời đó iPhone 3, iPhone 4 gì đó. Và mình mới biết tới đây là một trong những cái tựa game hay mà thú vị nhất mình từng chơi trong suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng mà đó không phải là Jet Back Joyride thưa anh em. Mà xin giới thiệu với các bạn, đó mới là Jet Back Joyride. Còn thứ mình vừa chơi là Jet Back Joyride 2, cái tựa game vừa mới xuất hiện trên Google Play Store ở một số quốc gia, trong đó không có Việt Nam. Do vậy nên trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tải, cài đặt và chơi thử Jet Back Joyride phiên bản thứ 2 sau 9 năm của phiên bản đầu tiên, vừa mới xuất hiện phiên bản beta trên Google Play Store. Vì trên chiếc S21 Ultra vừa rồi thì mình đã tải sẵn game rồi, làm đầy đủ các bước rồi, nên mình sẽ quay lại một chiếc điện thoại khác để demo cho anh em xem thử. Bắt đầu thôi. Đầu tiên là trên máy của các bạn sẽ truy cập vào Google Play Store và tải giúp mình cái ứng dụng Kiwi VPN. Cái này là để phát VPN sang quốc gia các bạn cần để tải game này. Các bạn tải Kiwi VPN về trên thiết bị của mình. Đây cũng là cách mà mình sẽ hướng dẫn các bạn để phát cái Google Play Store chuyển từ quốc gia Việt Nam để sang những quốc gia khác tải app khi cần luôn. Các bạn cũng có thể thực hiện tương tự như thế này. Sau khi xong thì các bạn truy cập vào Kiwi VPN và cung cấp quyền đầy đủ cho nó giống như mọi khi. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào phần Optimal Location, sẽ quảng cáo. Vì ứng dụng này miễn phí nên đôi khi có quảng cáo, anh em thông cảm ha. Ở đây các bạn sẽ search cho mình quốc gia là Canada. Hiện tại chỉ có một số nước đang hỗ trợ thôi, trong đó có Canada ha. Các bạn nhấn Connect và chờ một chút để Kiwi VPN connect lại với server Canada. Và xong, như vậy là chúng ta đã kết nối thành công với server Canada của Kiwi VPN rồi. Bước tiếp theo, các bạn sẽ nhấn vào cái icon Google Play Store và nhấn giữ để truy cập vào phần thông tin của ứng dụng. Sau đó các bạn sẽ truy cập vào phần bộ nhớ lưu trữ để xóa toàn bộ cái dữ liệu của ứng dụng này. Rồi, xóa xong thì các bạn thoát ra ngoài và quay trở lại Google Play Store. À, trước khi quay trở lại Google Play Store thì các bạn nhớ cho mình là các bạn đăng nhập tiếp một cái account Google nữa vào trong thiết bị của mình. Ví dụ ở đây thì mình đã cài đặt sẵn hai ứng dụng Google ở đây để mình có thể dễ dàng chuyển đổi. Mình có hai cái account Google trên máy của mình lận, nên là khi vào thì mình sẽ chuyển đổi cái account Google đó để chuyển sang cái vùng khác. Các bạn nhớ đăng nhập thêm một account Google nữa nha. Chưa có thì các bạn lập thêm một cái, nhấn vào Play Store và nhớ kiểm tra là duy trì cái VPN này đang hoạt động nha anh em. Ví dụ như của mình đang có ở đây là may mắn là mình đã chuyển đổi thành công và không cần chuyển sang account Google khác. Nhưng mà nếu các bạn chưa có thì các bạn sẽ chuyển sang một account Google khác tới khi thực hiện được thành công là xong. Nhưng mình đang có ở cái Google Play Store của khu vực Canada rồi. À, mà để xác nhận chính xác là cái Google Play Store của các bạn đã vào ở đúng khu vực chưa thì các bạn sang cái phần top chart này, là những ứng dụng đã được tải về nhiều. Các bạn nhìn thấy những ứng dụng này không ứng dụng nào của Việt Nam mà quen thuộc á, thì chính xác đây là server ở Canada rồi ha. Bạn tìm cho mình ứng dụng có tên là Jet Back Joyride 2 thôi. Nếu mà cái phiên bản này ở beta và các bạn chưa tìm xong thì ra phiên bản Jet Back Joyride là phần đầu tiên. Các bạn cứ chọn vào và tìm đến cái Hapbrick Studio, chính là studio game nửa viên gạch tạo ra cái Jet Back Joyride đó. Và chúng ta sẽ tìm được cái Jet Back Joyride 2 và nhấn cài đặt trên thiết bị của mình. À, cái bản của mình là bản cũ để mình gỡ ra quên mất. Và nhấn tải về thôi. Ở đây thì nó sẽ bị phân vân giữa 4G hoặc là phiên bản Wi-Fi bởi vì chúng ta đang phát VPN mà. Và ok. Ở bước này có một cái mẹo nhỏ là hiện tại các bạn đang sử dụng VPN để tải game nên nó rất là chậm. Do vậy các bạn tới bước này là xong rồi, các bạn có thể tắt VPN và để lại mạng bình thường để chúng ta có thể dễ dàng tải game một cách nhanh chóng nhất. Nếu các bạn gặp tình trạng là kết nối chậm, nhấn disconnect và quay trở lại cái game này. 5 minutes later. Ok xong ha, bây giờ chúng ta sẽ mở app lên và bắt đầu trải nghiệm Jet Back Joyride phiên bản thứ 2. Nếu các bạn chỉ chơi giống như mình lúc nãy vừa vào game và trải nghiệm luôn thì mình sẽ thấy nó cũng bình thường thôi. Nó chỉ là kiểu thể loại endless run, bắn súng rồi nhảy vượt qua chướng ngại vật như bình thường mà. Nó khác gì? Nhưng mà thưa các bạn, có rất là nhiều khác biệt nếu các bạn lâu rồi không chơi tựa game này. Jet Back Joyride phiên bản thứ 2 là một cái bản nâng cấp rất là lớn về mặt đồ họa. Mình có thể chơi ở mức 60fps và cả 120fps với những chiếc máy có hỗ trợ này. Và hình ảnh đồ họa trong game thì cũng đã được nâng cấp lên một cái mức rất là mới, cao hơn, sắc nét hơn hẳn cái thời cũ. Ngoài ra thì game này nó cũng hút máu hơn vì chúng ta bắt buộc phải chơi online và hàng ngày các bạn sẽ có một số lượng năng lượng nhất định để có thể chơi game. Các bạn chơi hết thì các bạn phải tích lũy và chờ thời gian hồi lại. Ngoài ra ở giao diện chính thì chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều thứ nữa để có thể nâng cấp và phát triển khi mà chơi game này. Nó không bị nhàm chán, chỉ có một kiểu là chạy hoài không nghỉ nữa, mà các bạn có thể nâng cấp được các loại tên lửa này,
hoặc là súng đạn này, nâng cấp về tốc độ hay là khả năng hút tiền của các bạn. Tất cả mọi thứ thì đều có thể nâng cấp được bên trong cái tựa game này. Ngoài ra chúng ta sẽ chơi theo cái cách là các màn chơi, chứ không phải là chơi hoài không ngừng nghỉ, mà chúng ta sẽ có các cái phần chapter như thế này. Các bạn chơi vượt qua được chapter này sẽ chuyển sang chapter khác. Đây, khi mà vào game thì chúng ta sẽ có một cái thanh máu ở đây. Bình thường các bạn chỉ cần vấp vào một chướng ngại vật duy nhất là các bạn sẽ chết. Giống như thế cũ, chạm vào cái thanh điện này giật điện là chết. Nhưng mà không, bây giờ chúng ta chỉ có mất máu thôi, nên là việc chơi game này nó cũng sẽ đỡ bị kiểu bị stress hơn á. Để chứng tỏ là mình đang không nói xạo anh em á, thì các bạn có thấy là mình đang chơi Jetpack Joyride phiên bản đầu tiên của 9 năm trước ở bên dưới, và Jetpack Joyride 2 ở phía trên. Thì chất lượng đồ họa các bạn có thể nhìn thấy rồi, bên dưới thì nó bị răng cưa, hình ảnh rất là mờ, màu sắc cũng không được tươi sáng nữa, làm gì được như bên trên đâu. Phiên bản bên trên thì trông sắc nét và thú vị hơn nhiều, mà thế chết vẫn vậy, đúng hèn luôn. Rồi xong rồi, đó là những gì mình cần chia sẻ đến anh em trong video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi trong quá trình thực hiện việc tải và cài đặt Jetpack Joyride phiên bản thứ hai, một tựa game mình đánh giá rất là hay, dùng để giết thời gian và chơi hoài không chán. Thì đây là một sự lựa chọn rất là tốt, và chúng ta có thể chơi trước và trải nghiệm trước mọi người nếu các bạn có nhu cầu giống mình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Cách và đường link để tải thì mình để bên dưới phần mô tả. Bye bye.